Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân cần biết nắm bắt và buông đúng lúc, tránh mệt mỏi kéo dài. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Thân cho thấy, thời gian này bạn cảm thấy rõ sự yếu đuối của bản thân, lúc này hãy cho phép mình nghỉ ngơi hơn là theo đuổi những tham vọng. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy nguyệt lệnh bệnh cho thấy cơ thể của người tuổi Thân có dấu hiệu suy nhược, đầu óc khó tỉnh táo để tập trung làm việc. Do đó, tháng này người tuổi Thân nên đề cao nhóm công việc mang lại hiệu quả cao, còn những việc không gấp có thể tạm gác sang một bên. Bạn phải ý thức rõ rằng tình trạng sức khỏe hiện tại không đáp ứng đủ cho lượng công việc khổng lồ nên chỉ tập trung vào những danh mục nhỏ và cốt yếu. Nếu bạn không biết kiên nhẫn, không thể giữ phong độ trong thời gian dài, dễ xảy ra tình trạng đầu voi đuôi chuột, cuối cùng kết quả cũng không khả quan như mong đợi. Bát bạch nhật nhập cung chính tay, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm bắt và khiến cho tiền đổ vào túi của bạn hay không? Nếu nhút nhát, ngại tìm hiểu, ngại mở mang kiến thức thì cơ hội sẽ qua đi một cách nhanh chóng, hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Không ít người tuổi Thân có thể thấy sự lười biếng, thiếu động lực khi làm việc gì không thành công là nóng nảy, muốn bỏ cuộc. Điều này có thể vì bạn đang có kỳ vọng quá cao, muốn thay đổi nhanh. Bạn chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tháng này là tốt lắm rồi, vì rất nhiều điều kiện chưa đủ cho phép bạn được vượt thành tích ngay lập tức. Tháng này, người tuổi Thân hay tỏ ra yếu đuối, ủy mị, đáng thương, như là cách để mong muốn ai đó hỗ trợ mình. Nhưng cuối cùng, bạn nhận ra rằng trong những tình huống ngặt nghèo, chính bạn mới là người có thể cứu lấy bạn mà thôi. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy trong công việc người tuổi Thân dễ xảy ra những sai sót khi không thể tập trung. Tuy nhiên, nếu bạn biết điều chỉnh cho lượng công việc trong ngày được giảm bớt đi, bạn chỉ tập trung cho những thứ thật sự quan trọng, làm chúng thật tốt là được. Thực tế là chỉ xảy ra sai sót rồi đi sửa không chỉ gây mệt mỏi cho bản thân mà khiến cho những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Thái tuế hung tinh xuất hiện trong tháng 7 âm lịch tìm bảo tai họa bất ngờ, do đó luôn phải đề phòng cảnh giác nên thận trọng trong công việc. Với những hợp đồng lớn, kế hoạch quan trọng, nếu có thể dời sang thời gian khác thì sẽ thuận lợi hơn. Nếu ai thường phải di chuyển xa nhà thì công việc khó khăn, thuận lợi. Do đó nên sắp xếp lại công việc, ưu tiên nhiệm vụ ở gần và trong khả năng của mình. Người tuổi Thân không nên theo đuổi tham vọng trong khoảng thời gian này. 2. Luận về phương diện tài chính. Người tuổi Thân phải tìm cách để có thể giúp mình phấn chấn tâm trí, hành động quyết liệt hơn là nằm ở đó chờ đợi thời cơ. Hoặc có người lại cho rằng cuộc sống của mình tạm ổn rồi, không cần phải cố gắng thêm. Bản mệnh có biết rằng trong quá trình tìm cách gia tăng thu nhập cũng là lúc bạn đang mở mang đầu óc, học thêm kiến thức mới và thử áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Hành trình này còn thú vị hơn khi kết quả cuối cùng mà nó tạo ra cho bạn đó là tiền bạc. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân, thực thần ghé thăm cho thấy có tài lộc. Thế nhưng nếu lười biếng không nắm bắt cơ hội thì sẽ phải hối hận. Đây là điềm báo trước gặp may. Có thể khi bạn gặp khó khăn trong tháng này sẽ ngay lập tức có người giúp sức, nhưng cũng đừng vì thế mà quá phụ thuộc vào người ta. Không có gì là miễn phí đâu bạn nhé. Người ta giúp bạn thì họ cũng sẽ đòi hỏi hoặc yêu cầu bạn đáp lại bằng cách này hay cách khác. 3. Luận về phương diện tình cảm. Thản cô hồn, tinh thần của người tuổi Thân đi xuống, bản mệnh cứ lủi thủi một mình. Bạn không thích đến những nơi đông người, chỉ muốn làm việc nơi vắng vẻ. Cơ hội giao lưu, gặp gỡ với người khác giới không nhiều, nên bạn khó có được thay đổi nào trong đời sống tình cảm. Nhìn chung, người độc thân khá thờ ơ trong chuyện tình cảm, nên tháng này không có dấu hiệu khởi sắc cũng là điều dễ hiểu.
Các cặp đôi thời gian này bắt đầu nhận ra những khác biệt trong tính cách, có những vướng mắc trong lòng chưa giải thích hết được. Lúc này có thể nói, tình cảm không đạt được mong muốn dù cả hai đã cố gắng rất nhiều. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là cần biết cái gì nên nắm, cái gì nên buông, nếu không cuộc sống của bạn chỉ toàn những áp lực mà thôi. Trong khi đó, mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh thì sẽ mang lại cho bạn niềm vui và nghị lực sống, do đó bạn nên dành thời gian để xem xét lại. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, lúc này âm khí bắt đầu xuất hiện, do đó người tuổi Thân không nên để cơ thể ở trạng thái quá mát, quá lạnh, rất dễ mắc bệnh. Nhìn chung, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Thời gian này, về mặt tướng mạo, sắc diện, da dẻ không hồng hào, xanh xao, vàng vọt. Về mặt tâm lý, tinh thần không được tốt, không thích hợp để hoạt động. Lời khuyên dành cho bạn đó là nên duy trì việc luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên để cải thiện sức khỏe. Đừng chỉ mải mê theo đuổi các mục tiêu khác hoặc đơn giản là vì lười mà không muốn làm gì cả. Hãy tìm đến những thiền hoặc yoga để tìm lại cân bằng cho cuộc sống của mình, con giáp nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tham lam, muốn giàu nhanh khiến bạn hối hận. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, cho phép bản thân nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, sống khép mình quá sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, đừng xem thường giá trị của những giấc ngủ ngon và nghỉ ngơi đầy đủ. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, hai vợ chồng cần thẳng thắn trò chuyện với nhau. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen.